Rồi, chào bạn nha. Bữa nay thì con mấy ống đạp nước siêu tốc nè, dành cho động cơ điện á, từ 3 kg trở lên nè, 2.2 3 ngựa trở lên, nghĩa là 2.2 đó. Còn máy dầu là từ 4 ngựa trở lên, máy xăng là từ 5 ngựa nha. Tùy theo kích cỡ của con đặt nha, nhỏ nhất bên em là 2.4. Ống đạp nước siêu tốc. Lực lớn thì bà con đặt bao nhiêu đặt. Đây có hai loại, một loại bà con có xài máy nước thì có quặng này lên nè, thấy không? Con nào có xài máy nước lại quặng này lên nè. Máy nước lại quặng này lên, có quặng nước bơm lên máy đó, đó là máy dầu. Còn nếu không có xài motor hay xài máy xăng là không có, nó có tay cầm tùy theo con đặt, muốn xài nào xài cũng được. Đặc biệt cái đời này có hai nòng, nòng trong và nòng ngoài. Đây hai nòng đây, nòng nòng này nó ví dụ như cái ống 2.4 á thì cái nòng trong này là xài dịch tắc 8, mà con nhớ đặt dịch giữa nòng nha. Ống đạp nước siêu tốc đặc biệt nó có cái này nè, con cái này lợi hại lắm nè, nước lên mạnh hay lên nhiều là gió này nè, cái này là bánh hướng dòng nghe lên, nếu mà con không có này á, thì nó sẽ nước xoay tròn, nó rất là nặng máy, nó không lên thẳng được, có này nó sẽ giữ nước lại hướng dòng này, đây là bánh hướng dòng này, giống như bánh lái vậy, lái cho nước đi thẳng vậy đó, nhờ cái này lợi hại lắm nha, có này mà nước lên mạnh nè. Anh em là 42 lỗ cốt là 4 lỗ lắp là 42 34 60 tùy theo mà con đặt cho phù hợp, con muốn xây về hướng nào xây lấy của dân ship lại. Là ống đạp nước siêu tốc dành cho tất cả máy, như máy xăng á, từ 5 ngựa, motor điện là 2.2 kg, máy dầu là 4 ngựa 5 ngựa tùy theo con đặt cho phù hợp nha. Đặc biệt có nòng trong rất nhẹ máy, ở đó lên hết ga mới lên nước, giờ lên nhích ga thôi là nước cũng lên, nòng trong kết hợp thêm cái bánh hướng dòng này nữa là vô tờ địch lên luôn, chạy vẽ ga luôn. Rồi, con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Tất cả dòng máy thì dễ xài rồi con, máy nào xài cũng được, vô tư. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Bán ở hai địa điểm nha bà con, thứ nhất là Sóc Trăng là số 49 quốc lộ 1 phường 7 Sóc Trăng. Còn ở Bến Lức Long An là 279 quốc lộ 1 thị trấn Bến Lức Long An. Con mua chỗ nào mua, gần mua không gần thì gửi bưu điện, bưu điện đem tới nhà cho bà con luôn. Đối dòng có sẵn á, là 2.4 là nhỏ nhất, còn kích cỡ 2.8, 2.6, 3.8, 4.8, 5.8 là do bà con đặt phù hợp với máy. Rồi bà con có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Ống đập nước siêu tốc